Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bố thí ba la mật đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp không nội vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên chân như thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên chân như thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên chân như vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.